Đây là cái lô hàng ba pha chống giật của bên mình đây. Đấy, có từ 50A đến 50A, 75A, 100A, 125A này. Đấy, 150A này, 225A này, 200A rất là nhiều luôn nhá. Hàng chuyên hàng ba pha chống giật cho anh chị em và các bạn luôn. Đây, hàng Mitsu này. Đấy, cực kỳ là chất luôn. Đấy, anh chị em. Đấy, nó rất là... Đấy, chúng ta có thể test được luôn. Đó, thì anh em có nhu cầu về dòng nào có thể liên hệ này, các cái dòng át ba pha ở bên mình này. Đấy, hàng Mitsu này, chống giật chống chập này, rồi có thể điều chỉnh được cả dòng dò luôn anh em, các bạn thấy không? Thì các bạn có nhu cầu về dòng nào thì có thể liên hệ này để bên mình tư vấn cho anh em về các cái dòng át ở bên mình này. Đấy, ba pha hàng Mitsu này đó, ba pha thường, ba pha chống giật này. Đó, rất là nhiều hàng luôn để phục vụ anh em nhé. Anh em có